Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Nhóc thì động tác nhanh nhẹn, nó chảy một tấm da thú ra bọc một đống bình ngọc rồi cấp tốc khoác ở sau lưng. Nó nhanh đến nỗi làm người hoa cả mắt. Người dám, có người tức giận, giơ tay lên liền xuất hiện một vùng cắt mịn rồi nhanh chóng biến thành những ngôi sao chuyển động u u một ngôi lại một ngôi sao lớn chuyển động bao vây nơi này mọi người hoảng sợ đây là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào không ngờ mang đến bảo cụ như vậy trực tiếp bày pháp trận vây khốn địch thủ nhóc tỳ kinh ngạc nó cảm nhận được áp lực cực lớn nhưng lại vui mừng không sợ hãi cả người nó hiện lên hào quang sau lưng xuất hiện một đôi cánh côn bằng đang rung động bộc phát hào quang hừng hực ầm cánh chim thần rung động một ngôi sao lớn nổ tung tiếp theo nó lại vọt tới trước, lần thứ hai rung cánh, chung quanh ầm ầm nổ vang, một ngôi sao lớn đang chuyển động vỡ vụn, lập tức bị đánh nát. Mọi người chấn động, đây là bảo thuật lợi hại cỡ nào chứ, lập tức hủy diệt một loại bảo cụ cường đại, bẻ gãy nghiền nát. Cùng lúc đó các loại phù văn rơi xuống như mưa rào trông rất chói mắt, giống như chú ngữ thần thánh ở không trung đang hiển hóa ra văn tử. Soạt một tiếng, nhóc tì bỏ lại đằng sau một giải bóng mờ, nó vẫn chưa bị đánh trúng cánh côn bằng sau lưng nó mở ra khiến chân nó không chạm đất, vút một cái là mấy trăm trường. Tốc độ cực nhanh lao ra khỏi vòng vây, thằng nhóc đầu gấu, sau khi nó dừng lại rất nhiều người nhận ra nó đã kinh hô. Tất cả đều lộ vẻ giật mình vì không nghĩ chuyện nó sẽ đến hư thần giới lại trở thành sự thật. Nó vẫn còn sống, nhổ răng trong miệng cọp thật sự đã tới đây. Sơ thủy địa lập tức sôi trào. Rất nhiều người vì hâm mộ mà tới chính vì muốn nhìn thấy thằng bé từng bị gọi là nhân thần cộng phẫn này, lúc này họ đã thấy tận mặt. Đánh một trận ở bổ thiên các khiến thi cốt chất đầy đất. Máu nhiễm đỏ tịnh thổ. Cả giáo không còn mấy người còn sống sót, nào ngờ nó lại không việc gì. Mọi người bàn tán sôi nổi, chỗ này trở nên náo loạn ầm ĩ. Kết quả này ra ngoài dự liệu của mọi người. Tới thời khắc mấu chốt chính chủ nhảy ra, lại còn cướp sạch một đống bảo huyết như vậy nhanh truyền tin đi, thằng nhỏ đầu gấu xuất thế trở lại hư thần giới, muốn cùng chư giáo đại chiến. Khẩn cấp bẩm báo tộc chủ, ở đây phát sinh đại sự, phải lập tức quyết định. Ta phải quay về bẩm báo công chúa. Nàng thích chuyện náo nhiệt như vậy nhất, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ trách tội. Chấm, nguồn tiayenfull.vn chỉ trong thời gian ngắn khắp nơi chuyển động. Tin tức từ nơi này phát tán theo những cách nhanh nhất không chỉ các nơi trong hư thần giới rung động mà các đại giáo hay quốc gia cổ đại trong hiện thực cũng đều biết được nhân số tiến vào hư thần giới tang vọt chẳng mấy chốc kín người hết chỗ rất nhiều người đều hướng tới sơ thủy địa thấy chưa ta đã nói tới là tới mà tin tức là thật các ngươi lại không tin tình bích đại gia ra mặt rất đúng lúc sau đó lại đột nhiên kêu thảm thiết đưa bảo huyết cho ta điều gia cũng đứng ra quát mọi người đã thực hiện lời hứa, các ngươi phải thanh toán bảo huyết hoặc phù cốt nhưng bây giờ vẫn chưa giao đến tay chúng ta. Ai còn thèm nghe hai người bọn họ đắc chí? Hiện tại rất nhiều người nhìn thấy nhóc thì hai mắt liền đỏ lên, thí dụ như vũ tộc. Người của tứ đại gia tộc, bọn họ đồng loạt giết về phía trước. Trên thực tế ánh mắt của thằng nhỏ đầu gấu so với họ còn đỏ hơn. Nếu không vì đống bình ngọc bảo huyết của thái cổ di trùng nó đã sớm. Không kiềm chế được cảm ơn các ngươi đã tặng đại lễ cho ta nhiệt liệt hoan nghênh ta trở về như vậy cũng đủ để ta tẩy lễ rất nhiều lần thực sự rất quý trọng đó nghe thấy giọng điệu của thằng nhỏ đầu gấu như vậy cả đám người cắn răng chỉ muốn hộc máu bảo huyết chân quý như vậy cho dù phải ném đi cũng không thể cho nó a à, giết đi một đám người vọt tới cao thủ chư giáo đều động thủ Bọn họ mang bảo huyết đến cũng không muốn tiến hành giao dịch như vậy mà chỉ định làm dáng thôi, chẳng lẽ thật còn có người dám dở trò với đồ của họ thế nhưng chính chủ tới trực tiếp cướp sạch. Đánh cho bọn họ không kịp chờ tay. Tất cả mọi người cảm thấy lá gan của thằng nhỏ hung tàn này quá lớn. Biết rõ một đám người chuẩn bị kỹ lưỡng đến vì nó mà vẫn dám lộ diện, có một chút khí phách tiếng xèo xèo vang vọng trời cao, từng sơi từng sợi tơ óng ánh đan sen hóa thành một tấm màn trời bao phủ bầu trời sơ thủy địa. Đây là một tấm lưới long lanh rực rỡ. Ly hỏa thần tàm, mọi người kinh hô, tất cả mọi người đều biết đó là một vị công tử của thác bạt tộc trong tay đang ôm một con tằm đỏ sậm cỡ một thước tơ tằm do nó nhả ra. Nổi tiếng trong số thái cổ di trùng không ngờ còn có thể nhìn thấy loại sinh vật này. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn về nơi đó ly hỏa thần tàm toàn thân đỏ đậm như ngọc gần như trong suốt đỏ rực nổi bật bên ngoài cơ thể lượn lờ hỏa diễm thoạt nhìn từ đầu đến chân vô hại nhưng lại là một loại hung vật. Giết người chỉ trong chớp mắt, tơ tầm nó phun ra cứng cỏi vô cùng, ngay cả bảo cụ cũng khó mà cắt đứt lại có ly hỏa lượn lờ có thể đốt người ta thành cho bụi trong nháy mắt. Quả thực vô cùng kinh khủng. Ly hỏa tàm ti lóng lánh đan thành lưới rơi xuống dưới định nhốt nhóc tì hồng bắt sống nó. Thử xem ngươi chạy thoát kiểu gì. Tứ công tử Thác Bạt tộc cười gần, Tờ này không chỉ là bảo cụ của Ly Hỏa thần tàm mà còn trải qua tế luyện của lão tổ trong tộc. Được gia trì rất nhiều phù văn thần bí, khó có thể phá hủy. Ầm, nhóc Tỳ lướt ngang, toàn thân phát ra điện quang, tiếng sấm biết tai. Nó chống lại rất nhiều phù văn đồng thời muốn tránh khỏi tấm lưới lớn này. Thiên La địa võng phô thiên cái địa, người không đi được đâu. Tứ công tử Thác Bạt tộc quát lớn đôi mắt ly hỏa thần tàm trong ngực hắn bắn ra hung quang hào quang đỏ sẫm dâng trào miệng phun ra càng nhiều tơ tằm triệt để khóa kín phía trước ngay cả những người khác cũng đều dừng lại không dám tiến lên tiếp tục công kích sợ bị cuốn vào tấm lưới lớn trong hư không đang làm giấy lên hỏa hoạn lửa đỏ rực ngập trời làm người ta kinh hãi nhóc tì chợt dừng lại nó yên lặng chờ tấm lưới kia phủ xuống sau đó đột nhiên dùng tay bắt lấy sợi tơ bên ngoài thân thể nó xuất hiện từng vòng xoáy vàng nối tiếp nhau không ngừng xoay tròn. Thu, tứ công tử thác bạt tộc quát lớn trong mắt hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Hắn không ngờ đối phương lại to gan như vậy, chẳng khác gì tự sát, chẳng lẽ có thể hủy diệt ly hòa tàm ti. Ánh lửa long lanh, tơ tầm đỏ sậm thít chặt trông vô cùng rực rỡ, định trói buộc nhóc tỳ hồng cắt vụn nó ra thành cho bụi. Nhưng lúc này phù văn màu vàng kim bên ngoài thân thể nhóc tỳ càng trói mắt những vòng xoáy chuyển động nuốt sạch tinh khí bốn phương tám hướng, tất cả ly hòa đều bị nuốt mất. Chuyện này, mọi người kinh hãi, đây chẳng phải là bí mật bất truyền của bằng tộc sao. Trông giống như là bảo thuật của côn bằng, là kim tiền ba văn công, là bảo thuật của bổ thiên các nhưng nó thi triển tựa hồ càng đáng sợ hơn, có bí thuật của côn bằng. Một ông lão kinh hoàng, thần sắc đại biến, ông vòng xoáy vàng luyện hóa ly hỏa, nuốt chửng vô số phù văn chống lại đợt tập kích của ly hỏa tàm ti, còn nhóc tì dùng hai tay xé mạnh một cái. Chẳng ngờ vang lên tiếng đứt gãy giang giác, trời ạ, à, ta đang nhìn thấy gì vậy? Nó xé rách ly hỏa tàm ti, thần lực đáng sợ đến nhường nào, người có thân thể như thế này tuyệt đối có thể rời núi lấp bể. Mọi người hoảng sợ, rất nhiều người kinh hô thành tiếng. Biểu hiện của thằng nhỏ đầu gấu quá kinh người, tay không phá hủy một bảo cụ trí cường phải biết rằng đó chính là tơ tầm cứng cỏi chứ không phải là binh khí khác. Vù, một tiếng, thằng nhỏ đầu gấu hóa thành một tia sáng vàng vọt tới. Giết tới chỗ tứ công tử thác bạt tộc, một đám người thấy thế đều tấn công về phía trước ngăn chặn nó. Bởi vì mọi người đều biết ở khắp chốn sơ thủy địa thằng nhỏ đầu gấu dũng mãnh phi thường là vô địch một người không thể địch nổi. Tất cả đồng loạt ra tay chấn áp nó ầm ầm một tiếng sau lưng nhóc thì xuất hiện một đại dương mênh mông sóng biển ngập trời sấm sét như đang gầm thét sóng biển che khuất cả bầu trời tất cả đều do phù văn hóa thành lập tức đánh bay cả đám người đáng sợ nhất chính là một con cá lớn màu đen nhảy lên từ mặt biển nó lớn đến nỗi làm người run sợ mênh mông vô tận nó quật đuôi một cái phù văn màu đen lóe ra rơi ầm ầm lên người của chúng nhân a à rất nhiều người kêu thảm thiết, ai tu vi hơi yếu lập tức chia năm xẻ bảy, người mạnh hơn cấp tốc tránh né lẩn trốn phong mang. Cho dù như vậy miệng cũng hộc máu, lảo đảo lùi về phía sau. Côn bằng, xuống biển thành côn, một đây là thần côn. Mọi người hoảng sợ, loại bảo thuật này không ngờ xuất hiện trở lại, quả thật làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Phanh, một tiếng, nhóc tỳ sau khi đánh bay một đám người liền từ trên trời giáng xuống sóng biển cuồn cuộn trói chặt tứ công tử thác bạt tộc. Nó đập một cước khiến người này ngã nhào xuống đất rồi tóm lấy con tầm thần. Ngươi, tứ công tử thác bạt tộc kinh sợ nhưng hắn chưa kịp có phản. Ứng gì nhóc thì đã dậm mạnh chân một cái. Hắn lập tức nát vụn, chết ngay tại chỗ. Mọi người lông tóc dựng ngược đây là uy thế bực nào. Dậm chân một cái giết chết ngay một vị công tử của thác bạt tộc. Tử vong ở hư thần giới thì ở thế giới hiện thực cũng bị thương nặng, nguyên khí đại thương, tinh thần bị hao tổn. Tối thiểu phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể chậm rãi hồi phục. Loại thương tổn này ảnh hưởng rất lớn khiến cho tinh thần một người xảy ra vấn đề, người bị nghiêm trọng thậm chí mất đi trí tuệ. Ngày sau tu hành sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhóc tỳ nâng con tầm thần lên nhìn kỹ ly hỏa thần tàm lộ hung quang, khắp người phù văn đan dệt như lửa than tỏa sáng nóng bỏng vô cùng định thiêu chết nhóc tỳ, đồng thời từ trong miệng nó phun ra tơ tằm càng đáng sợ hơn. Quyết chí chói chặt rồi luyện hóa nhóc tỳ. Nhóc tỳ chỉ thoáng nhìn cũng hiểu con di trùng này không thể thuần phục, nó dùng sức bóp chết con tằm, sau đó cất huyết nhục của nó vào túi bởi vì đây là huyết nhục bảo dược. Mọi người sững sờ chuyện này cũng quá hung tàn đó chính là một con di trùng hiếm thấy và mạnh mẽ a à, nó lại dùng một tay bóp chết thực sự là biến thái một đám người vừa kinh vừa sợ thằng nhỏ này quả thực không ai có thể quản thúc được hay sao một đám người tế ra bảo cụ chĩa về phía trước hơn nữa bắt đầu bày binh bố trận định bao vây nó là ngươi đột nhiên nhóc tì giận dữ nó cảm nhận được khí tức quen thuộc lập tức bẻ gãy nghiền nát đánh bay một đám người, xuyên qua một mảng mưa bụi có cửu thiên lôi điện hủy diệt. Sau đó, phịch một tiếng, nó xách một người lên. Hai mắt phun lửa, đó là một thiếu niên áo trắng khoảng 14-15 tuổi được phù văn lượn quanh, xương mù mông lung. Đó chính là thiên tài của vũ tộc Vũ Phong. Người là đồ bạc như vôi, dẫn tộc nhân đến bổ tiên các đại khai sát giới, lấy oán trả ơn, ngày hôm nay ta trẻ xác ngươi ra. Nhóc Tỳ nổi giận, nó giật đứt một cánh tay của hắn rồi ném ra ngoài. Nó vẫn chưa đánh chết hắn ngay lập tức mà bắt đầu hành hạ. Vũ Phong kêu gào thảm thiết, âm thanh phát ra không giống của con người. Mọi người của Vũ tộc kinh sợ, cùng nhau xông về phía trước. Kết quả xuất hiện một vùng sấm sét, thằng nhỏ đầu gấu nổi giận, toàn thân hừng hực ánh chớp, sau lưng là cả đại dương dâng trào, một con cá lớn nhảy lên ầm một tiếng, bảo thuật của côn bằng và lôi điện kết hợp quả thật có xu thế quét ngang tất cả kẻ địch. Nghiền ép thập phương, tộc nhân vũ tộc kêu thảm thiết từng người từng người nổ tung. Trên trời khắp nơi đều là bóng người, sau đó vỡ nát hóa thành mưa máu. Loại thần uy này, loại bá đạo này khiến mọi người sợ ngây người. Mọi người quả thực không thể tin được. Một mình thằng nhỏ đầu gấu tàn sát sạch sẽ một đám cao thủ. Vũ Phong, vũ tộc các người đám bại hoại này thằng nhỏ đầu gấu phát cuồng, cánh côn bằng sau lưng cũng xuất hiện phát ra tiếng sấm gió vang rền, bạo phát kim quang. Chỉ cần đánh lên người dĩ nhiên khiến thân thể nổ tung, mưa máu tràn ngập. Nó đại khai sát giới, truy sát nhân mã của hơn 10 tộc đều là đại giáo trên thế gian. Kết quả đám người này không địch nổi, bị giết đến kêu thảm thiết không thôi, kêu rên không ngừng. Nơi này thật tàn khốc thằng nhỏ đầu gấu nhớ tới bổ thiên các trải qua huyết sát kiếp, nó phát cuồng ở chỗ này đại khai sát giới đây không chỉ vài người mà là cả đám người đến từ rất nhiều đại giáo. Vốn là một liên minh không hề có giao hẹn gì cả mà chỉ trùng hợp ra tay cùng nhau mà thôi, thế nhưng mà bây giờ đều bị giết liền xiềng. Nhóc tỳ không lãng phí chút sức lực nào, động tác mạnh mẽ và ác liệt, hành động nhanh chóng đại khai sát giới, thỉnh thoảng có những dòng máu tươi bắn tung tóe. Nó chém giết rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Mỗi lần cánh côn bằng khẽ động át có vài người nổ tung, bị những phù văn mạnh mẽ chấn nát cộng thêm những tia điện đan dệt toàn thân bao phủ lấy bốn phương khiến cho rất nhiều người hóa thành cho tàn rơi trên mặt đất. Ai cho mày làm càn thế? Bày trận, người của vũ tộc không thể chịu đựng được cảnh đại khai sát giới của nó nên hét lớn. Chỉ trong nháy mắt thôi mà họ đã tổn thất đến 20-30 người rồi. Mười mấy khối xương thú tỏa ánh hào quang xuất hiện như mười mấy ngôi sao lớn chuyển động ầm ầm xếp đặt vào bốn phương sau đó ẩn vào trong hư không rồi biến thành những hào quang mông lung che khuất nơi đây lại trong tình huống bình thường vài khối nguyên thủy bảo cốt mạnh mẽ thì đã có thể tạo thành một tòa trận pháp rồi thế nhưng người vũ tộc lại vận dụng đến mười mấy khối đây chính là sát trận phức tạp nhất hồng đối phó với nhóc tỳ bốn phương tám hướng vọt lên những con hôi dao con dao màu xám há miệng phun đầy ánh sáng thần hóa thành màn mưa ánh sáng rũ xuống phía trước những thanh âm soạt soạt không dứt bên tai. Mưa ánh sáng như là tia điện lại như mũi tên thần che kín cả bầu trời, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mười mấy khối phù cốt mỗi một khối đều đại biểu cho một con di trùng thái cổ, bởi vì tất cả đều là xương dao nên khi kết hợp lại thì mạnh mẽ vô song tạo thành một thứ áp chế vô địch. Mọi người ngơ ngác đây không phải là trận pháp chấn giáo hay sao? mười mấy khối xương hung thú kết hợp lại tạo thành một đại trận ngay cả hung thú thần huyết bị vây bên trong hơn phân nửa cũng phải bị áp chế. Dòng tố không ngừng gào thét nơi đây, hồi dao bay lên không lưu động những luồng xương mù mông lung. Mười mấy con thường luồng đồng thời nghiền ép biến thành một đại trận giao long vây hãm cả thiên địa. Tất cả mọi người đều giật mình, thế sát phạt thế kia thì ai có thể địch được. Sức mạnh của mười mấy con di trùng, thủ đoạn mạnh mẽ này đủ để tiêu diệt nhân vật cực cảnh quả thật nhóc tỳ đã cảm nhận được áp lực ngay cả cơ thể nó như thế mà vẫn cảm thấy hơi cố sức mười mấy con dao hung hăng nghiền ép cùng với màn mưa ánh sáng không ngừng phóng tới quấn chặt lấy nó ầm um, hùng hài tử bộc phát nó là ai chứ chân chính đã đột phá cực cảnh xưa kia ở sơ thủy địa bị áp chế chiến lực nó bằng tư thế thần nhân đã chiến quần hùng không ai có thể địch thân thể nó chấn động kịch liệt phù văn bùng phát chặt đứt mấy con dao long đang quấn quanh trên người mình dựa vào thân thể vô song đánh chết những con di trùng này trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe hết con dao long này đến con dao long khác đứt đoạn nhóc tỳ y như ma thần ở trong trận pháp đại khai sát giới đánh đâu thắng đó vài động tác bật nhảy uốn người tức thì có hôi dao đứt đoạn máu tươi tung tóe khắp nơi mọi người chấn động chiến lực cần phải mạnh như thế nào thì mới đánh gục được di trùng thái cổ hắn là sinh linh thuần huyết hay sao? Có rất nhiều tin đồn liên quan tới hùng hài tử thế nhưng cũng có một số người đã tiến vào bách đoạn sơn hẳn là hiểu rõ, những tên phong ấn giả kia đều bị nó đánh chết hết. Mỗi nhát chém nhóc thì lại giết đi một con dao long, trên những khối bảo cốt nguyên thủy kia đều xuất hiện vết dạn, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, mặt mày người thuộc vũ tộc tái nhợt. Tên này quả nhiên đáng sợ, tuyệt đối có thể chiến với nghị nhi một trận, hai người hình như cũng là đồng lứa. Sau này tất là một hồi long tranh hổ đấu, trừ Phi dùng sức mạnh của trùng đồng để áp chế thì may ra mới có thể nhanh chóng giải quyết được. Nghị Nhi không chỉ có mỗi trùng đồng, hắn còn có rất nhiều môn vô địch khác nữa, không cần phải lo lắng. Trong giây lát này, những nhân vật trọng yếu của vũ tộc bắt đầu so sánh thì thầm to nhỏ với nhau. Sự mạnh mẽ của nhóc Tỳ vượt quá sức dự liệu khiến họ sợ hãi. Bùm! Cuối cùng, nhóc tì tung người, một con toan nghe màu tím còn to hơn cả ngọn núi xít gào vọt thẳng ra. Tia điện lập lòe nuốt chủng lấy toàn bộ hôi dao. Răng rác, mười mấy khối phù cốt bỗng chốc nứt ra, bảo cụ mạnh mẽ như thế từ từ bị phá hủy. Cái gì, không chỉ người của vũ tộc run sợ, mà ngay để cả lông tóc toàn thân những người khác cũng dựng thẳng lên. Thật quá mạnh mẽ và không gì địch nổi, ầm. Um nhóc tỳ nhảy lên trước nhanh chóng phóng ra toan nghe mang theo những luồng kim quang màu tím tia điện sệt sệt y như núi lớn sông thẳng về phía trước khiến cho đám người vũ tộc ngã nhào xuống dưới a à, không những tên này kêu thảm thiết bảo thuật toan nghe vừa ra không ai địch nổi bởi vì môn bảo thuật này đã lột xác và không thể so sánh với năm xưa được trải qua những chỉ điểm của lôi tổ mộ viêm thì môn bảo thuật này đã trở thành đại sát thuật của nhóc tỳ rồi trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những vết cho tàn. Phàm là những ai bị cuốn vào trong đều bỏ mình. Trong cổ quốc ở thực tại, tại tòa phủ đệ vũ tộc mấy chục người kêu thảm thiết, ai nấy đều ho ra máu, còn có người bị rách mi tâm, máu tươi tuôn trào. Đã gặp phải thương tích về tinh thần vô cùng đáng sợ. Cả phủ vũ tộc chấn động, người trong tộc gặp phải bất chắc khiến cho rất nhiều người hoảng sợ, đây là do trong hư thần giới bị giết chết nên mới có những di chứng như thế này. Tại sơ thủy địa nhóc tì huyết sát tứ phương, cuối cùng giết chết toàn bộ người vũ tộc chỉ còn lưu lại mỗi vũ phong. Tên này bị nhóc tì sách lên rồi chém thẳng từ trên xuống dưới. Lần này không phải là chặt tay gì cả mà là xé thành hai nửa, máu huyết nóng hổi bắn lên cao. Khung cảnh này phối hợp với khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ kia càng khiến người khác run sợ. Đây là trả giá khi công kích bổ tiên các sao, nếu như cứ để yên cho tên nhóc này lớn lên thì với tiên phú cỡ này trong tương lai chắc chắn sẽ tái tạo lại một đại giáo kinh thế trong vùng phế tích kia. Đây chính là ý nghĩ của rất nhiều người, trong lòng đều đang sợ run, lời đồn đại rằng nó có chiến lực ngang hàng với sinh linh thuần huyết, vậy mà lại có thật sao? Giết, có người quát lên, một đống thần châm đỏ đậm bay ra, hào quang bay lượn óng ánh chói mắt. Cái gì, diệt hồn châm? Rất nhiều người bật thốt đầy kinh ngạc rồi sau đó là biến sắc đây quả thật là ác ôn phàm là những ai hiểu rõ thì đều sợ hãi cả bởi vì lai lịch của loại châm này quá lớn nhóc thì nhanh chóng né tránh không có lấy cứng trọi cứng nó lướt qua một đám ánh sáng đang bay lượn những cây châm này như là phần đuôi của những con bọ cạp độc đến từ địa ngục vậy đỏ chót khiếp người diệt hồn châm là ma khí được tế luyện từ ở hư thần giới nếu bị bắn chúng thì không chỉ thần thức nơi đây bị diệt mà thần thức trong thế giới hiện thực cũng bị phá nát chân thân sẽ chết Điều gia nói, có rất nhiều người tiến vào hư thần giới để mài rũa tinh thần. Bởi vì hiệu quả của nó ngang bằng với thế giới hiện thực. Hư thần giới có rất nhiều động thiên phúc địa ở các khu vực cao cấp đều bị những tộc lớn và cổ quốc nắm giữ. Sản vật ở những nơi đó rất phong phú, tài liệu bảo vật quý hiếm, rất thích hợp cho việc tu hành. Ở trong động thiên phúc địa có những di chủng sinh ra từ phù văn lần này chư giáo tới nơi này chính là để đạt được mười mấy bình bảo huyết ở trong đây. Mà thần tầm ly hỏa của tứ công tử thác bạt tộc cũng là tìm được từ những động thiên phúc địa kia. Có điều đã bị lão tổ trong tộc thuần phục và từ trong cơ thể của nó luyện ra được một vài phù văn. hung danh của diệt hồn châm trong giới này lan rất xa. Có lời đồn đại rằng nó được luyện từ chất liệu rất đặc biệt của giới, bao hàm một bộ phận sức mạnh trật tự cho nên rất đáng sợ bị nó bắn chúng chắc chắn phải chết thậm chí chân thân ở ngoài hiên thực thực cũng khó trốn thoát một kiếp này thế nhưng loại vật liệu quý báu này rất ít ỏi rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa nghe thấy có người tìm được hiện nay hầu như không thể thấy nó có thể giết hư thân cũng có thể làm chân thân diệt vong vì vậy được xưng là ma khí thác bạt tộc không hổ là gia tộc thượng cổ ngay cả thứ này mà cũng lấy ra được có người lên tiếng họ không tự chủ được lùi lại phía sau nhóc tỳ tránh né không có u mê lấy cúng chọi cứng nó tập trung quan sát hào quang đỏ đậm lập lòe đống thần châm kia bay tới phát ra tiếng vù vù khiếp người nhóc tỳ ném một tảng đá 10 vạn cân tới thì ngay lập tức bị thần châm xuyên thủng thật là lợi hại nó rất hoảng sợ không hồ là ma khí nếu không cẩn thận chú ý rất có khả năng sẽ bị rất nhiều thiệt thời nguy hiểm cả đến tính mạng thác bạt tộc cảm ơn các ngươi đã đưa đại lễ như thế này tương lai nhất định ta sẽ trả lại nhóc tì quát lên hai tay vung lên tia điện tím bay lượn rồi hóa thành một cái đỉnh vô cùng cổ đại đây là dùng lôi điện tạo thành vật lúc này cả đám người đều thất kinh thủ đoạn này quả nhiên kinh người lôi điện đại biểu cho sự hủy diệt chỉ có người nhìn ra được một tia sinh cơ thì trong con đường lôi đạo mới sáng tạo ra vạn vật được tuy rằng nó còn chưa tiến tới cảnh giới này thế nhưng như vậy cũng đã kinh người lắm rồi nhóc tỳ vung hai tay biến ra một cái đỉnh ánh chớp sệt sệt tập hợp và tiếp nhận lôi điện từ cửu thiên sau đó đỉnh chấn động thật mạnh chuẩn bị hút lấy diệt hồn châm màu đỏ thẫm kia vù một tiếng sau đầu của nó xuất hiện một chiếc vòng thần tỏa ra làn khí tím nhóc tỳ ngồi xếp bằng đối mặt với chiếc đỉnh màu tím bắt đầu luyện hóa muốn thu thần châm hả nằm mơ đi người của thác bạt tộc hét lên và đồng loạt xuất thủ phù văn nhằm thu hồi lại bảo cụ hơn nữa những người thuộc đại giáo khác cũng không sợ hãi gì nữa mà nhanh chóng xuất thủ thằng nhóc kia ngồi xếp bằng không hề xuất kích gì, đây chính là cơ hội. Thế nhưng bỗng xuất hiện biển rộng vô cùng, sau lưng của nhóc thì có một con cá lớn màu đen vẫy đuôi khuấy động lên vô biên sóng biển màu đen cuốn bay hết bọn họ ra ngoài. Nhanh, thu lại nhanh, mọi người kêu to. Người của thác bạt tộc tức giận, cảm thấy dường như mất đi liên hệ với diệt hồn châm, bảo cụ bị đoạt và đối phương lại nhanh chóng luyện hóa, dường như sắp phải đổi chủ rồi. Hết thảy đều đã chậm. Bên trong cái đỉnh nhỏ được hóa từ lôi điện màu tím có 12 cây thần châm màu đỏ sáng lấp lánh, không hề nhúc nhích gì. Tế, nhóc tì quát khẽ, mi tâm phát sáng và có phù văn hạ xuống bao phủ ma khí, gần như đã thao túng được nó không nhúc nhích nằm ngay chính giữa. Trốn, rất nhiều người biến sắc thời khắc này trong lòng họ vô cùng sợ hãi do diệt hồn châm đổi chủ cũng nói lên rằng hùng hài tử rất có khả năng dựa vào thứ này đi chém giết họ bất kể là hư thân hay là chân thân đều tử vong hết đối phó với các ngươi còn không cần dùng đến nó nhóc tì đứng dậy giọng nói vô cùng xem thường nó đã hiểu rõ diệu dụng của ma khí là có thể chém chết chân thân ở thế giới hiện thực đời nào sử dụng trên đám người này chứ đây mới thật là món đại sát khí có thể uy hiếp toàn bộ người trong hư thần giới. Mỗi chiếc châm khi giết một người thì sẽ tiêu tán. Trật tự ẩn chứa trong đó sẽ phai mờ đi nên không thể sử dụng nhiều lần được. Nó sớm đã có quyết định rằng là không phải là cao tầng các giáo thì tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nếu không thì quá lãng phí. Nhóc tì bay ngang bầu trời đứng chắn ở trước khối đá lớn kia và không cho thông đạo màu vàng mở ra những tên này muốn rời khỏi hư thần giới thì nhất định phải đi qua thông đạo này hiển nhiên hùng hài tử sẽ không cho chúng cơ hội nào hết nó đứng đây càn quét đại chiến với chư giáo máu tươi nhuộm đỏ quần áo không một ai có thể tranh đấu các ngươi làm ta thất vọng quá chỉ có mấy tòa sát trận và diệt hồn châm mà thôi khiến ta chơi đùa chẳng thoải mái gì cả nhóc tỳ chế nhạo máu tươi của mọi người dính đầy trên người ầm um. Chiến đấu đến phút cuối, hùng hài tử không còn vẻ mặt xem thường, nó toàn lực điều khiển bảo thuật côn bằng. Sóng biển màu đen bao phủ cả thiên địa đối kháng với những tòa sát trận kia. Vài thế lực đều vận dụng đến trận pháp chấn giáo, phù văn nguyên thủy bay đầy trời, ánh sáng lấp lánh áp chế nơi đây lại. Đáng tiếc đây là sơ thủy địa, mặc cho người cảnh giới siêu tiệt bao nhiêu. Bảo cụ kinh thế đến đâu, đại trận uy năng thế nào cũng đều bị áp chế xuống cảnh giới bàn huyết mà thôi thủ đoạn của đại giáo thượng cổ đích xác rất đáng sợ. Sức mạnh mà họ sử dụng gần như có thể giết chết hung thú thuần huyết thế nhưng sao có thể làm khó được hùng hai tử được. Bởi vì nó từng chi kích đám chư kiền, ly long. Có thể bắt giết hung thú thái cổ non, có tư thái vô địch. Trận chiến này có mưa máu bay tán loạn, những cao thủ của chư giáo tổn thất gần như không có một ai sống sót, phàm là những ai trốn chạy đều bị giết chết. Mặt đất nhuộm màu đỏ chót cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang xem chiến có con cháu vương hầu của cổ quốc nguyên lão của các đại giáo thượng cổ tất cả đều đờ người ra và cứng họng không biết nói gì thời gian mới bao lâu chứ cao thủ của các đại giáo đều bị giết sạch không một ai có thể sống sót bên ngoài thế giới hiện thực những tiếng hô quát tức giận từ trong các tộc truyền ra ngoài rất nhiều người ho ra máu bị thương rất nặng trong mấy tháng chưa chắc đã khỏi lại được sơ thủy địa một luồng hào quang mông lung từ trên trời giáng xuống có bao quanh lấy một thứ. Rồi dần dần rơi tới gần nhóc tì. Đồng thời tấm bia đá sáng lên trên mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cái gì chứ? Giết chóc ra được một cái kỷ lục. Còn có thiên lý nữa hay không đây? Hóa thành ma thần chém giết nhiều cường giả như thế vậy mà được khen nữa chứ? Sơ thủy địa sôi trào. Mọi người ồ lên đó là thứ gì vậy chắc hẳn ghê gớm lắm đừng nói là một bảo cụ nghịch thiên chứ tin tức tự nhiên truyền ra ngoài trong đám người quan sát không thiếu những đệ tử của các đại giáo bị đánh giết họ len lén trở về hiện thực để bẩm báo cái gì sau khi giết chết hết mọi người nên hắn đã sáng tạo ra một cái kỷ lục đạt được một vật thần bí a phụt bên trong thế giới hiện thực tại các đại giáo rất nhiều người tức đến ói máu thương thế càng nặng hơn trên đời còn thiên lý nữa không đây cái gì được gọi là đá ghê chân, cái gì mà bi thương, quả thật thương thế lúc này đã giải thích hết thảy A à, tức chết đi được mà. Phụt, những người này liên tục ho ra máu. Một đám người xem chiến trong lòng đều cảm thấy muốn chết, không cần suy nghĩ nhiều trận chiến ngày hôm nay. Tất cả bọn họ đã trở thành bàn đạp cho cái tên hùng hài tử vô địch. Trận chiến này, bọn họ rất buồn bã, mười mấy nhóm thế lực lớn, rất nhiều cao thủ cùng tiến lên thế nhưng từng người từng người một bị hùng hài tử làm thịt máu nhuộm đỏ cả vùng đất ma quỷ này đặc biệt việc này lại xuất hiện ngay trước mắt rất nhiều người muốn giấu cũng giấu không được quả thật rất mất mặt môn phái của bọn họ sao chịu nổi được chứ bên trong hư thần giới sau khoảng vắng lặng ngắn ngủi đột nhiên cả sơ thủy địa trở nên sôi trào người người xô đẩy bon chen đâu đâu cũng có cường giả bọn họ đến từ khắp các nơi từ những đại giáo và cổ quốc khác nhau vốn là họ mến mộ danh tiếng nên mới tới chỉ muốn nhìn thấy sự mạnh mẽ của hùng hài tử không hề nghĩ rằng việc nhìn thấy hôm nay vượt xa mong muốn của mọi người đúng là không uổng công một chiến này thu hoạch quả nhiên rất lớn vậy mà có thể thấy được cuộc huyết chiến kịch liệt đến cỡ này hùng hải tử không thẹn với câu nhân thần cộng phẫn một trận chiến diệt sạch đối thủ không để sót một ai phong thái như lôi đình nhanh chóng gọn gàng, tạo ấn tượng sâu đậm cho mỗi người, khiến cho lòng người dâng trào như thủy triều. Tin tức như sóng lớn, bao phủ khắp nơi. Không chỉ có các động thiên phúc địa của hư thần giới chấn động mà ngay cả những môn đình lớn ngoài thế giới hiện thực cũng hoảng sợ, rất nhiều người kinh ngạc. Vật gì đây? Nhóc tì ngờ vực, màn hào quang lan tỏa bao quanh lấy đồ vật này, chùm sáng này y như chiếc đèn lồng vậy, lơ lửng trước người nó nó đưa tay chạm vào thì bùm một tiếng nhẹ vang lên, chùm sáng kia nứt ra xuất hiện một khối kim loại vô cùng dị thường y như là một mảnh vỡ của vật bằng đồng thau nào đó. Đây là mảnh vỡ của vật nào đây? Hùng hài tử không hài lòng, chiến dịch giết sạch quân địch chém hết cao thủ mà chỉ có một mảnh vỡ thế này. Mọi người không nói gì, tên nhóc này có thể là bụng không đáy, hư thần giới ban xuống bảo vật mà còn chọn bên này lựa bên kia, thật sự là tên nhóc tham tiền mà. Rất nhiều người cố gắng quan sát để biết được nó đã đạt được vật gì, dù sao cũng đã sáng tạo ra một kỷ lục. Làm cho pháp tác trật tự của mảnh thế giới này cảm ứng được và ban xuống bảo vật. Như là một góc của cái khay, có tác dụng gì đây? Hùng hài từ vỏ đầu, dáng vẻ hơi mê mụi. Hoàn toàn khác với khí chất ma thần đã đại sát tứ phương khi nãy. Nó sợ bỏ sót gì đó nên cẩn thận cảm ứng thì phát hiện ngoại trừ một ít đường nét quái lạ thì cũng chẳng có thứ gì nữa nó vẫn chưa từ, bỏ ý định, vận chuyển phù văn, kết quả miếng đồng thau này vẫn im lìm Cuối cùng, nhóc tì đưa miệng cắn khối kim loại này, những tiếng len keng vang lên, nó dùng sức cắn mạnh thì cũng chẳng thể cắn nát được. Vật quả vô cùng cứng rắn, ngay cả di trùng thái cổ mà ta cũng có thể ăn, giờ gặm miếng đồng vỡ mà cũng không ăn thua gì hết. Nó nheo mắt lại trở thành hình trang lưỡi liềm, cảm thấy vật này không hề tầm thương. Để ta giúp cháu đánh giá xem sao. Đúng lúc này, tinh bích đại gia mở miệng, bước ra một bước dài rồi chạy thẳng tới, sau khi dùng lại thì dùng bộ mặt thản nhiên. Như là thế ngoại cao nhân vậy. Không cho, nhóc tỳ vô cùng cảnh giác nhanh chóng ôm chặt vào lòng, đây là một lão già chuyên môn lừa đảo. Một khi đưa cho ông ta xem thì đừng mong lấy lại được. Người có ý gì đây, sao lại đề phòng như gặp kẻ cướp vậy hà tinh bích đại gia không vừa lòng, hàm dâu dê dựng thẳng cho ta, lão phu sẽ truyền cho cháu một môn bảo thuật tuyệt thế, tiến hành trao đổi thôi. Điều ra cũng đi tới. Tuy rất bình tĩnh thế nhưng vẫn bị nhóc thì cảm giác được trong lòng ổng không bình tĩnh chút nào. Hừ, hai lão già mất dịch này, không ngờ lại ân cần như vậy. Khẳng định là trí bảo rồi. Mọi người nói nhỏ rồi dõi mắt nhìn về trước ai cũng muốn biết đến tột cùng là vật gì nhóc tì lùi về sau, cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn trên bề mặt tấm bia đá kia, nó muốn làm đây là vật gì? Thần bia lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, trên bề mặt có khác mấy dòng chữ ghi lại kỷ lục của nó. Đấu chiến tiểu thánh, mới đầu là bốn chữ như vậy, bên dưới đại khái là trong thời gian ngắn ngủi mà nó đã đánh bại cả đám địch thủ mạnh mẽ, rồi việc so sánh giữa những bảo cụ. Trận pháp bị hủy diệt, những cường giả bị giết chết, nó đã phá được một hạng mục kỷ lục. Có không ít người tiến thời, nhìn thấy đoạn văn này thì âm thầm hoảng sợ. Lần này có rất nhiều chư giáo cùng xuất hiện, điều động cao thủ đến đây để tìm hiểu tình huống, có ít nhất mười mấy đại giáo mang theo bảo huyết. Còn chân chính đã ra tay thì vượt quá hai mươi nhóm thế lực. Mỗi một giáo môn đều điều động ít nhất là hai mươi ba mươi người, kết quả là bị diệt sạch sẽ một đám cường giả vận dụng những bảo cụ sát trận kết hợp lại với nhau thì đủ khả năng để giết chết hậu duệ của hung thú thái cổ chính là cuộc chiến đỉnh cao của bàn huyết cảnh. Thế nhưng, hùng hài tử không những không chết mà cứ như đi dạo trong thời gian ngắn nhất chém giết quần hùng, một người cũng không chạy thoát diệt sạch toàn bộ. Một phần của vật bằng đồng thau từ thái cổ chiếm một phần mười. Đây chính là câu nói cuối cùng để khen ngợi miếng đồng này, thế nhưng càng khiến nhóc tì choáng váng. Thứ này dùng để làm gì thế nhưng khi mọi người nhìn thấy câu nói này thì đều biến sắc, bọn họ hận không thể lập tức ra tay đánh chết nó. Rồi cấp đi mảnh vỡ này, chuyện được lấy tại payefull.vn một vài ông lão kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt trông rất đặc sắc. Sao có khả năng lại là thứ này? Lẽ này sức chiến đấu của hắn lại nghịch thiên như thế, không ngờ lại ban tặng thứ thánh vật chỉ có trong truyền thuyết này, thật là kinh người mà, đã qua nhiều năm rồi. Không ngờ thứ này lại xuất hiện một đám lão già đỏ mặt tía tai cố gắng chen về phía trước hận không thể moi mảnh kim loại đang nằm trong lòng của nhóc tỳ ra chiếm làm của riêng nhóc tỳ nghi ngờ nó biết rằng mình đã đoạt được bảo bối tốt nên nhanh chóng lùi về sau kéo một khoảng cách với mọi người đặc biệt khi thấy tinh bích đại gia và điều gia cũng không có ý định tiếp cận mình thì khuôn mặt của nó xám xịt lại ta cảnh cáo các ngươi trong phạm vi thập phương ai dám lại gần ta ta ăn toàn bộ hùng hài tử trừng trừng con mắt uy hiếp há miệng lộ hàm răng trắng bóng của mình đám người giật mình rồi sau đó dừng lại đây là một tên sát tinh ban nãy điên cuồng tắm rửa trong máu tươi của mấy trăm cao thủ đánh giết rất nhiều người thì giờ ai dám rớt lấy phiền phức chứ rốt cuộc là vật gì đây nhóc thì hỏi dò mặc dù rất nhiều người đố kỵ muốn chiếm làm của riêng không muốn nói là vật gì thế nhưng cũng có một vài âm thanh thở dài bọn họ biết rằng sẽ không đoạt được ở nơi này hùng hài tử là vô địch có người nói đây chính là một mảnh vỡ của sách thần thời thái cổ. có chữ nào đâu, nhóc thì hỏi tiếp. đây chỉ là một phần mười mà thôi. nếu như gom đủ lại là có thể mở ra một tòa tiên tàng sao. tất nhiên là sẽ có ghi lại những bảo thuật cái thế. có người nói sao? kho tàng thần tiên? cái gì? con mắt của hùng hài tử lập tức trợn tròn. trong hư thần giới mà cũng có thứ này? nó vô cùng phấn chấn. Khi xưa từng có người chiếm được rồi gom đầy đủ tất cả các mảnh vở đồng thau này lại với nhau và đã đạt được một môn bảo thuật cái thế của thời đại Thái Cổ. Là vật ngay cả hung thú thuần huyết và chim thần cũng hằng mơ ước. Sau khi có người mở miệng thì nơi này trở nên náo động. Rất nhiều người chẳng biết đầu đuôi thế nào như hùng hài tử vậy, hiện tại thì mạch máu căng phòng, vật này vậy mà lại là nguyên thủy phô cốt vô thượng chứa đựng đại thần thông. Làm cách nào thì có thể gom được những mảnh vỡ còn lại nhóc tỳ khao khát khó 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 trừ phi tiếp tục phá những kỷ lục tiếp theo hơn nữa tất cả đều phải là những kỷ lục gian nan nhất và không thể hoàn thành như vậy thì mới có cơ hội thu được những mãnh vỡ còn lại vậy thì tốt giết xong sơ thủy địa này thì ta lại đi những động thiên phúc địa khác như vậy thì sẽ có cơ hội phá những kỷ lục khác nhóc tỳ mặt mày hớn hở mà đám người kia lại biến sắc đây là một mầm tai họa mà dằn vặt ở sơ thủy địa được rồi, vậy mà còn muốn tiến quân vào những khu vực cao hơn nữa, nó muốn tạo ra những ngọn sóng ngập trời mà. Cũng không ít người trong lòng rung động, gần như thở không nổi, lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng đi báo tin này. Động thiên phúc địa là những khu vực cao hơn. Cũng là vị trí quan trọng của các gia tộc lớn và gia tộc thượng cổ, bất kỳ chỗ nào cũng không thể tổn hại sức mẻ tí nào, giá trị vô lượng. Xem ra tên hùng hài tử này chuẩn bị đi cướp bóc muốn quấy rối những trốn bồng lai kia. Nếu như nó ở những khu vực kia có thể đánh đấu thắng đó thì nhất định sẽ là một trận đại hỏa. Chỉ mới tưởng tượng đến tình huống như vậy thì đã lạnh cả xương sống rồi. Cái gì? Hắn đặt được một mảnh sách thần thái cổ. Một đám người vũ tộc sau khi nghe thế thì vô cùng tức giận. Hùng hài tử chém sạch bọn họ dẫm đạp lên hài cốt của bọn hắn để mở đầu cho một kỷ lục mới, rồi nhận được một vật nghịch thiên như vậy. Có thể thấy được trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Đến cả một lão già cũng tức giận đến mức run rẩy, cố kìm nén ngụm máu tươi nơi cổ họng. Nếu không thì thương thế rất có thể sẽ nghiêm trọng hơn nữa. Năm đó Nghị Nhi cũng nhận được một thánh vật thần bí thế nhưng vẫn được giấu kín không công bố ra ngoài. Nghe nói báu vật đó hẳn cũng không kém gì sách thần thái cổ lửa giận trong lòng của đám vũ tộc khó mà dập tắt được họ luôn cảm thấy đây là một đại họa muốn giết chết hùng hài tử khi còn có thể điều an ủi duy nhất của bọn họ đó là nghị nhi vô cùng tài giỏi thác bạt tộc đây là một gia tộc thượng cổ vô cùng huy hoàng lúc này bọn họ cũng nhận được một vài tin tức cả đám trầm ngâm không nói gì rất lâu sâu mới có người mở miệng tên oát con này có lợi hại, mạnh đến nổi không thể nói nổi, nếu như cứ để hắn trưởng thành, sau này không có mấy người có thể ngăn được. Chỉ là vô địch ở trong sơ thủy địa mà thôi. Chứng tỏ tạo hóa ở bàn huyết cảnh của hắn rất lớn, có thể chiến một trận với đời sau của hung thú thái cổ. Thế nhưng khi thoát khỏi nơi đó thì chưa chắc có thể tiếp tục nghịch thiên như vậy. Ta cũng không tin, khi hắn đạt tới cảnh giới động thiên thì có thể vô địch như vậy được không? chờ hắn rời khỏi sơ thủy địa tất phải chém chết hắn. Những lời nghị luận tương tự cũng được phát ra từ tứ đại gia tộc mặt mày bọn họ đều tối sấm tại. Tên nhóc con quả nhiên đáng sợ. Ở bàn huyết cảnh khó có thể chừng trị hắn, chờ hắn tiến vào những khu vực cao hơn thì xem thử có biểu hiện gì nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Khiến cho hư thân và chân thân của hắn đồng thời chết luôn tin tức truyền ra một trận chiến của hùng hài tử diệt sạch cao thủ chư giáo toàn bộ mấy trăm người đều chết hết chuyện này y như một trường giết chóc sáng tạo ra một kỷ lục đáng sợ mới từ trên không trung giáng xuống sách cổ thái cổ đồng ý với sức chiến đấu của nó ban tặng bảo thuật chuyện này làm cho rất nhiều người chấn động bất kể là hư thần giới hay là những cổ quốc ở hiện thực đều dấy lên phong ba ngập trời có người ước ao có người đố bị thứ ban tặng quả nhiên quá lớn tuy chỉ là một góc sách đồng thau nhưng làm cho người ta cảm thấy hy vọng rất lớn, nếu như đạt được thì đó chính là đại thần thông cái thế đó nhen. Sách quý cỡ này nếu như rơi vào hoàng cung, ngay cả nhân hoàng cũng phải kích động. Rất nhiều đại giáo, rất nhiều thế gia, ai ai cũng bàn luận sôi nổi. Đi tổ chức hành đoàn thể săn giết hùng hài tử, đoạt đi sách quý, đừng có nằm mơ, chư giáo liên thủ mà cũng bị giết ầm ầm. Cả vạn người như ngươi cũng không ăn thua. Hai mọi người nghị luận vô cùng sôi nổi. Thế nhưng có rất nhiều người tỉnh táo suy nghĩ, dông bão chỉ mới bắt đầu mà thôi, cứ như tính cách của hùng hài tử tất sẽ rời khỏi sơ thủy địa lúc ấy. Không biết các giáo muốn tự cầu phúc cho mình hay là quần hùng chung sức chu diệt hắn nữa. Cho dù nói gì thì một trận dông bão càng ngày càng lớn đang nổi lên, gần như muốn bắt đầu rồi. Hùng thú và chim thần thái cổ trời sinh có thân thể mạnh mẽ, khi sinh ra đã gần với thần, con đường trong tương lai rất rộng rãi. Mà nhân tộc thì lại khác, bởi vì khi bắt đầu rất yếu. Rồi chậm rãi khổ tu, trong ức vạn sinh linh thì mới có một người vươn lên, tiến lên thành thần. Có những lão tổ trong vài gia tộc thượng cổ nói nhỏ, sách thần bằng đồng thau xuất hiện một mảnh nhỏ. Chuyện này đã kinh động đến đám người này. Khi bắt đầu, con đường tu hành của nhân loại vô cùng gồ ghề nhấp nhô, vô số những gian nan hiểm trở chỉ có những người kinh tài tiệt diễm và nghị lực lớn lao dũng cảm tiến lên mới có thể khai phá ra con đường thành thần cho bản thân mình vươn lên trong chúng sinh có thể nói đơn giản là ước vạn chọn một những tộc chủ các tộc lớn suy nghĩa và thi thầm các bậc hiền triết tổng kết rằng có vài người bộc phát và mạnh mẽ quá sớm con đường tu luyện quá bằng phẳng thì sau này có thể có xu hướng suy tàn các đệ tử hậu bối sau khi nghe xong thì lòng tin càng thêm vững mạnh Hắn giống như hung thú thái cổ, khi còn bé đã kinh khủng như vậy, rất khó sau này sẽ càng mạnh hơn hay không? Trung quy tiềm năng của con người là có hạn, vô địch bàn huyết cảnh khi tiến vào động thiên cảnh chưa chắc đã huy hoàng như trước, có lẽ sẽ từ từ suy kiệt. Trên thực tế, không riêng đám vũ tộc, thác bạt tộc cổ xưa, ngay cả những người không có thù oán gì với nhóc Tỳ cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ đều là hạng người tài hoa xuất chúng, thiên tư ngút trời có người sắc mặt lạnh lùng, dõi mắt nhìn sông núi, giống như xuyên thùng qua hư không vô tận. Muốn chiến đầu với tên nhóc hung tàn kia, tiến vào động thiên phúc địa tất có một trận chiến. Bọn họ mong ngóng đối thủ, hy vọng sẽ có một trận chiến đỉnh cao. Sơ thủy điện nhóc Tỳ vô cùng hài lòng, thời khắc này nó chẳng giống một tên sát tinh gì cả, lông mi dài rung khẽ, cặp mắt to chớp chớp, cười vô cùng khoái chí hàm răng sáng lấp lánh. Thật sự là quá tốt mà ta yêu nhất là bảo thuật đây chính là thần công cái thế nhen kỷ lục sách quý đồng thau của ta của ta đều là của ta nó la lớn thời khác này nó hồn nhiên xen lẫn hung tàn con mắt như viên đá quý màu đen rồi cười hí hưởng ti hí lại thành hình trang lưỡi liền chuyện này khiến cho đám người cứng họng cháu nhỏ hình như cháu thiếu chúng ta một món nợ vẻ mặt của tinh bích đại gia không chút thiện lương nào điều gia không bình tĩnh được tiến tới nhìn hùng hai tử lần đầu tiên nổi lên ý định cướp đồ vật của nó, sức mê hoặc của sách quý quá lớn, ngay cả sinh linh thuần huyết cũng phải thèm nhỏ dãi. Sao ta lại nợ các ngươi chứ, hùng hài tử lùi về sau. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gương mặt của tinh bích đại gia đen xì lại, muốn đặt được sách quý đồng thau mà những bình bảo huyết di trùng kia lẽ nào lại vứt đi. Tên nhóc thì hình như cho dù chết cũng không thừa nhận. Cháu không quên đấy chứ, điều ra nhỏ giọng nói ồ ta nghĩ ra rồi ba người chúng ta liên thủ làm nên chuyện này rồi cùng nhau chia đều tự nhiên các vị cũng có một phần rồi nhóc tỳ nói nó rất thoải mái lấy ra mấy bình bảo huyết đưa về phía trước như muốn tặng cho hai người này bình ngọc phát sáng rực rỡ bên trong có lưu chuyển chất lỏng óng ánh có những ánh sương mù lượn lờ vô cùng đẹp mắt tất cả mọi người hoảng sợ đây chính là bảo huyết của di trùng thái cổ bất kỳ bình nào cũng là vật vô giá, khiến cho những cao tầng các giáo đều phải động lòng, bởi vì nó có thể trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới, nâng thêm một bước. Ồ, các ngươi có nghe thấy không? Hùng Hải Tử nói là ba người cùng nhau liên thủ, lẽ nào ba người bọn họ kết hội lừa gạt chư giáo? Có người nhỏ giọng nói, ta cảm thấy rất có khả năng này, các ngươi xem. Đây chính là bảo huyết của di trùng thái cổ, chỉ một bình thôi đã đủ giấy lên một hồi huyết chiến, mà tên nhóc hung tàn này lại lấy ra lần mấy bình, hào phóng kinh khủng. Mọi người khẽ thảo luận, nhìn về ba người với ánh mắt kỳ quái. Tình bích đại gia, điều ra ngay lập tức đờ người ra, cái tên nhóc thất đức này muốn ăn đòn mà tình hình như thế này mà đưa thẳng cho bọn họ bảo huyết. Đây không phải đang phá đám hay sao? Nhận hay là không nhận? nhận phòng chừng những đại giáo thượng cổ kia sẽ căm thù bọn họ kết bè với hùng hài tử chôn sống đệ tử con cháu của bọn họ. Tên nhóc này, cơm có thể ăn bậy chớ lời nói thì không được nói lung tung, đừng có hãm hại chúng ta. Hai lão già trừng mắt đầy hung tợn như muốn bóp chết nó. Ý của hai vị là muốn hay là không muốn. Sảng khoái một lời đi, vẻ mặt hùng hài từ đầy vô tội hỏi. Đứa nhỏ danh này, ngươi độc ác quá vậy. Tình bích đại gia từ trong bóng tối mở miệng đương nhiên muốn điều già ầm thầm truyền âm không dám để người khác nghe được nếu đã muốn thì liền cho các vị không muốn thì sau này đừng đòi ta nữa nhóc tỳ đưa mấy chiếc bình sáng lấp lánh về phía bọn họ tất cả mọi người trông theo nhìn chằm chằm vào hai lão già bất lương này quên đi đã không muốn thì ta thu lại vậy coi như thanh toán xong nhóc tỳ nhét bình ngọc vào lại trong bọc đắc ý xoay người rời đi nhóc con, hãm hại chúng ta rồi muốn bỏ đi sao, không dễ đâu. Hai lão giả nhanh chóng đánh thẳng về phía nó. Xí, thèm bảo huyết với sách đồng thau thì cứ nói thẳng ra ta sợ các ngươi à. Hùng hài tử khinh bỉ. Vù, một chùm lửa bay tới, giống như dung nham dâng lên từ tâm trái đất chất lỏng màu đỏ tươi nhấm chìm phía trước. Đây là do điều ra ra tay, vô cùng kinh khủng tất cả mọi người biến sắc, đây tuyệt đối là một nhân vật thân tàng bất lộ tuyệt đỉnh, tuy chỉ là bàn huyết cảnh nhưng uy lực có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất. Ngay cả nhóc thì cũng biến đổi. Sự mãnh mẽ của ông già này vượt quá tưởng tượng, thực lực như thế này quả thực từ trước đến giờ chưa hề thấy ở sơ thủy địa, đây là lần đầu tiên. Bùm, lòng bàn tay của nó phóng ra tia điện. Một chuỗi quả cầu bằng ánh sáng bay ra, hiện thành hình thập tinh quán nhật 10 ngôi sao màu vàng đụng vào một vầng thái dương hừng hực ánh sáng từ vụ nổ làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng được thiên địa hoàn toàn mờ mịt ánh tím dâng trào đây là sấm chớp tinh khiết do những quả cầu xét va chạm với nhau tạo nên thần uy kinh người nhóc tỳ vận dụng bảo thuật vô cùng mạnh mẽ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đòn đánh này đã khiến cho những người xung quanh tránh lui không dám đứng lại tên nhãi rãnh quả hiên hung tàn điều ra giống to khi ánh sáng tan hết thì toàn thân cháy đen quần áo rách dưới suýt chút nữa đã khỏa thân rồi. Còn dâu tóc thì dựng đứng như là lông nhím, lấp lánh những tia điện. Chíp chíp, ở một bên, một con chim kêu thảm, nhanh chóng bỏ chạy, hùng hài tử đang truy kích nó. Điều ra thấy thế thì gào thét, nói, ngừng tay, không được làm tổn thương nó. Tốc độ của nhóc thì rất nhanh, dẫm mạnh trên mặt đất một cái, cả mặt đất nứt ra. Nó vọt thẳng lên trời còn cao hơn ngọn núi, tốc độ cực nhanh chụp lấy con chim kia đây là một con thần tước rất quái lạ thế nhưng lại rất mạnh mẽ, lượn lờ ánh lửa, ánh sáng năm màu bay lượn. Trước đây không lâu, mỗi lần bay xuống là giết chết môn đồ của chư giáo, uy chấn nơi đây. Khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, bây giờ lại bị hùng hài tử rượt đuổi, bị nhổ lông, không ngừng gào thét, linh vũ bay tán loạn. Dám đánh lén ta, suýt chút nữa đã đốt cháy mái tóc của ta, ta nhổ trụi lông của ngươi. Rồi nướng chín. Hùng hài từ hét lớn, sợi tóc của nó bị cháy mất ít, có thể thấy được sự lợi hại của con chim này. Đừng nhổ, lão phu không làm khó ngươi nữa. Điều ra sốt sắng, đến cả tinh bích đại gia cũng rất biết điều, không có ra tay nữa. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của điều ra, vậy mà lại không chiếm được tiện nghi nào còn bị điệt giật cho cháy két. Chứng tỏ hùng hài tử đáng sợ đến cỡ nào. Cuối cùng, con chim kia bị nhổ chọc cả nửa bộ lông, hoảng sợ trốn về bả vai của điều ra rồi lại nhìn về phía hùng hai tử trần đầy sợ hãi cứ như đang gặp ma vậy nó cũng chẳng dám làm sằng làm bậy gì nữa ta quyết định rồi vẫn muốn nhận lấy bảo huyết những đại giáo kia đến thì đã sao ta mà sợ bọn chúng à tình bích đại gia mở miệng truyền âm cho hùng hai tử không cho nhóc thì ôm chặt cái bọc như là một con thú nhỏ hung tàn bảo vệ thức ăn nói mới vừa rồi ông nói không muốn mà ai nói chúng ta không muốn hả rất muốn là đằng khác điều gia nói, các ông bao nhiêu tuổi rồi hả, hơn nữa tu vi lại cao như vậy, khẳng định là không cần. Hùng hài tử hiểu ý có lòng tốt giải thích cho bọn họ. Đừng nói nhảm, mau mau đưa đây, nếu không chúng ta sẽ liên thủ với những đại giao kia hàng ngày tìm ngươi gây phiền phức. Tình bích đại giao uy hiếp trắng trợn, ai sợ ai chứ, phóng ngựa lại đây. Hùng hài tử sông về phía trước lập tức triển khai bảo thuật côn bằng, sau lưng là biển rộng vô tận một con cá lớn vọt lên, phù văn đầy trời chấn áp lão già này. ầm um, tình bích đại gia rút lui, cánh tay không ngừng quơ lên, nhe răng nhếch miệng, bảo của ông ta nhanh chóng phai mờ. Nhóc tỳ hào hùng, hai người tinh bích đại gia và điều gia đều là cao thủ tuyệt đỉnh nên mới dám lấy trứng trọi cứng với nó, chịu đựng một đòn của nó, hai người quả nhiên mạnh mẽ. Nên biết nếu là những người khác thì đã bị giết chết từ lâu, một đám sông lên cũng bị đánh bay, nổ tung trên không trung, khó tránh thoát cái chết. Hai vị tiền bối đây là bảo huyết của các vị đây cuối cùng nhóc tì cười hì hì đưa mấy bình bảo huyết cho hai người nhóc con người muốn làm gì đây hai người cảnh giác không tin tưởng chút nào ta giữ lời mà nhóc tì đi tới kề vai sát cánh với bọn họ lông tơ trên người của bọn họ dựng thẳng tên nhóc này là một nhân vật hết sức nguy hiểm tiếp cận càng gần thì bọn họ càng thấy sợ hãi cao thủ của đám đại giáo kia đều bị nó giết sạch với khoảng cách gần thế này nếu như hùng hài tử phát điên thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ rất bị động nhóc tỳ cũng không làm khó dễ nữa nói nhỏ với bọn họ rất nhiệt tình và thân quen chuyện này là sự thật trong lòng hai người này hơi động không thể nào chống lại được loại mê hoặc kia đương nhiên nhóc tỳ vỗ ngực nói được đến lúc đó thì cho chúng ta mượn sách quý đồng thau nhìn sơ qua là được tất nhiên nhóc tỳ lấy ra một góc vỡ bằng đồng đưa cho bọn họ thế nhưng vẫn chưa có dao đến trong tay bọn họ nếu nói là hợp tác tất nhiên đã là người một nhà ngày sau nếu có thu hoạch tất nhiên sẽ để bọn họ quan sát nhóc con chúng ta trả giá quá cao thì không khỏi tránh việc được việc lỗ vốn nhân phẩm đều thua hết trong tay ngươi rồi tình bích đại gia nói xí các ông làm đủ trò xấu lừa bịp đủ thứ còn có nhân phẩm nữa à nhóc tỳ bĩu môi không được cùng tranh lợi ích như vậy không được điều gia nói không thì dẹp đi nhóc tỳ không buông tha cuối cùng ba người tụ lại với nhau xì xào bàn tán nói chuyện hơn nửa ngày mặc cho những kẻ khác đang dùng cặp mắt khác thường nhìn bọn nó cuối cùng mặt trời xuống núi màn đêm buông xuống nhóc tỳ rời khỏi hư thần giới phù dưới cây liễu lớn nhóc tỳ mở mắt sau khi bước qua cánh cửa trật tự thì nó liền xuất hiện ở trong thôn tinh thần trở lại với bản thể nhanh hơn với lần đầu nhiều hiển nhiên liễu thần càng mạnh mẽ hơn lúc này những ánh chiều tà chiếu rọi trong thôn vô cùng an lành và yên tĩnh một nhóm đại thẩm đang thu dọn đồ đạc khói bếp lượn lờ mùi thịt thơm nồng còn có những mùi thơm từ những trái cây chín mỏng nơi đường chân trời một đám thanh niên trai tráng xuất hiện trong ánh chiều tà đang kéo một đống con mồi săn bắt được tòa núi nhỏ tựu như sắp che khuất đi mặt trời đỏ rực hình thành nên một cái bóng thật dài trên mặt đất nhóc tỳ ngươi tỉnh rồi bì hầu bé chảy nước mũi nhị mãnh hồ tử vọt tới để hết lên người nó bắt nó kể những chuyện trong hư thần giới bọn họ không đợi thêm được nữa muốn đi vào trong ấy ngay cả đại hồng điểu tử vân đại bằng nhị ngốc tử cũng vọt tới ý tứ rất rõ ròng bọn họ không muốn an phận nữa mà muốn tiến vào hư thần giới tên thúi nhà ngươi thấy không hả lần này chúng ta săn bắt được rất nhiều con mồi vài ngày tới không cần đi săn nữa ngày mai nhất định phải dẫn chúng ta đi đấy. Đám thạch lâm hổ, thạch phi giao và những người lớn tuổi cũng xông tới, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Thậm chí tộc trưởng thạch vân phong cũng tới. Nhóc thì hài lòng, thu hoạch lần này rất lớn, khi ra ngoài thì cười khúc khích cũng chẳng nghe thấy câu hỏi của mọi người nữa. Tiểu ca ca, nói mau đi. Trong đó vui không, chúng ta có thể đi được không? Thành phong lay lay cánh tay của nó. Được rồi, sau này cả thôn chúng ta đi cũng không vấn đề, đương nhiên phải đạt đến bàn huyết cảnh đã. Nếu không cảm ứng của tinh thần không đủ mạnh thì không thể đến được thế giới kia." Nhóc Tỷ nói, "Quá tốt, rốt cuộc cũng có thể nhìn thế giới bên ngoài đến tột cùng có hình dạng như thế nào. Thật sự vui quá đi mà, ta muốn tiến vào ngay bây giờ. Không chờ được nữa rồi, vui quá đi. Ta cũng muốn vào hư thần giới ngay bây giờ, nhìn xem thử bên ngoài phồn hoa như thế nào." cả đám thiếu niên hưng phấn kêu to không ngừng lộn nhào từ nhỏ họ đã sinh sống ở đại hoang từ trước đến giờ chưa ra ngoài thế giới rộng lớn kia cho nên rất muốn biết thế giới ấy như thế nào cứ như chim nhỏ bị giam trong lồng bây giờ lại có cơ hội dương cánh thẳng trời xanh loại khát vọng và kích động này không thể tưởng tượng giải thích rõ được đừng nói đến đám trẻ thơ la hét vui mừng kia ngay cả đám người thạch lâm hồ thạch phi dao cũng nóng ran cả người từng người từng người dùng sức nện mạnh lên trên ngực mình không ngừng giống to đã sớm kìm nén không được nữa rồi a à thúc sau khi các thúc tiến vào thì không được làm loạn nhen đừng có nhìn thấy chiến sùng của người ta mà cho là con mồi bên trong đại hoang đấy nhóc thì nhắc nhở thạch phi giao cười mắng tên nhóc nhà ngươi ta mà là người lỗ mãng hả chắc chắn sẽ không hung tàn như ngươi đâu ta đã nghe thanh phong nói rồi ở bách đoạn sơn ngươi ăn sạch cả một vùng những thiên tài của các dị tộc đều phải tránh xa ngươi kỳ thực mọi người cũng không cần lo lắng sau này nếu cháu rời đi thì sẽ mời hai người hộ pháp cho thôn chúng ta nhờ họ chỉ điểm việc tu hành cho mọi người và cũng để bảo vệ thôn ta luôn nhóc tỳ nói nó cùng với tinh bích đại gia và điểu gia thảo luận hơn nửa ngày trời chính là bàn về vấn đề này có hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đáp ứng chiếu cố những người trong thôn, đây chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi vừa rồi của nó, việc này khiến nó hoàn toàn yên tâm. Không lo lắng gì nữa, cháu đoạt được một ít bảo huyết của di trùng thái cổ, sau khi tiến vào hư thần giới, tất cả mọi người đều có thể tiến hành gột dừa. Tổng cộng có tới mười mấy bình lận. Nhóc thì đạt nhiều bảo huyết của di trùng thái cổ như vậy nhưng nó không cần dùng tới bởi vì nó đã có chân huyết của thôn thiên tước cùng kỳ với lại liễu thần sẽ gột rửa cho nó nữa nó muốn tặng cho đám người thạch lâm hồ thạch phi giao một cơ hội lớn cùng với đám người nhị mãnh đại tráng nữa bọn họ cũng đang thiếu loại gột rửa này đêm đó những người trong thôn ai nấy đều mất ngủ cả bất kể là đại tráng bì hầu hay là những thanh niên trai tráng khác vốn là khi những người này nằm xuống đều sẽ phát ra những tiếng ngáy vang trời thế nhưng đêm nay vui quá nên ngủ không được Cuối cùng bọn họ rời khỏi căn nhà đá của mình tụ tập lại với nhau chờ bình minh ló dạng. Bọn họ quá vui mừng, cả đời đều chưa ra khỏi mảnh đại hoang này, chưa từng đi qua cổ quốc như ếch ngồi đáy giếng, họ rất muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Cuối cùng, mặt trời cũng đã mọc. Ánh sáng chiếu rọi từ phương đông xua tan đi đám sương mù, chiếu thẳng vào trong núi rừng, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân mình của mọi người. Cả đám người ăn như sói như hổ nhanh chóng ăn hết bữa điểm tâm của mình rồi tập họp thật nhanh trước cây liễu đám trẻ con không ngừng gào thét những người lớn cũng đi tới đi lui phương pháp mà cháu đã đưa mọi người phải nhớ kỹ tập trung cao độ cảm ứng chúng ta cùng nhau vào hư thần giới nhóc tỳ nói đầu tiên mọi người hành lễ với liễu thần sau đó ngồi xếp bằng nhanh chóng tĩnh tâm cảm ứng hư thần giới mà lúc này, cành non màu xanh của liễu thần phóng lên trời, xuyên thủng cả bầu trời xanh, mở ra một cánh cửa, phù văn lượn lờ ánh chớp lấp lánh. Đi, rốt cuộc tinh thần của một nhóm người vọt lên cao, bước vào một vùng đất đai đầy xa lạ, xuất hiện ở trong phế tích. Không phải nơi này, phải tiến lên nữa. Nhóc tì vội vàng lên tiếng, nhóm người này đang dõi mắt tìm kiếm bảo tàng trong phế tích nhưng bị nó ngăn lại. Thần vương tại thượng ta không có nhìn lầm đấy chứ, đây cũng không phải là con đường bình thường mà là phá tan hỗn độn tiến vào trong khu đất hoang của chư thần. Nhị ngốc tử lầm bầm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguồn tại HTTP 2 gạch chéo gạch chéo e nặng en full cuối cùng, nhóc tì dẫn mọi người tiến vào trong một thông đạo màu vàng mênh mông, rồi xuất hiện ở sơ thủy địa. Wow, quá thần kỳ. Chúng ta đi ra từ thông đạo màu vàng kia, sao lại cứ như xuyên thấu hư không, cảm giác thật kỳ quái vui thiệt đó, có thể đi lại lần nữa không, ta vẫn chưa đã ghiền. Đám người bé chảy nước mũi. Bì hầu và nhóm thiếu nên đều cảm thấy mới mẻ, nhìn cái gì cũng hiếu kỳ, hết hỏi rồi lại hỏi, khiến cho nhóc tì đau cả đầu. Trời ạ, à, có bảo bối, mau tóm lấy. Đấy là bảo cốt, một vài đứa nhỏ lên tiếng, dừng lại ở trước một táng đá lớn, nhìn chằm chằm vào bảo cốt nguyên thủy kia, gần như muốn động thủ rồi. Sơ thủy địa có rất nhiều người ai cũng biết hùng hài từ xuất hiện lần nữa nên nhanh chóng chạy tới xem mới sáng sớm mà đã tấp nập rồi. lúc này thấy một đám thiếu niên có thái độ thư vậy thì mọi người ngẩn cả người. phong cách này sao quen thuộc quá vậy? chuyện này sao ta lại cảm thấy có cả đám hùng hài từ vậy? có người nói thầm ở trên tảng đá nhóc tỳ gần như chịu không được nữa. đám bạn này nhảy nhót tưng bừng nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ và hiếu kỳ cả thật là nhiều người nhen, con mắt của ông lão kia sao lại phát ra ánh sáng lục vậy? Cô gái kia sao mặt mày lại hốc hác như vậy, trên trán còn có một con mắt nữa chớ, thật là tội. Trời cao bất công với nàng quá, nhóc tỳ đau cả đầu, ông lão có con mắt phát ra ánh sáng lục khẳng định là một sinh linh mạnh mẽ biến thành hình người. Còn cô gái nơi mi tâm có con mắt dọc chính là một cường giả của tộc Ba Mắt. Đám lão già kia chẳng đứng đắn gì cả, 7-80 tuổi rồi mà bắt hai người đẹp hầu hạ thật là không biết xấu hổ bé chảy nước mũi nói phía trước có bàn ghế bằng đá hai thiếu nữ đang bưng trà rót nước hầu hạ một đám lão già hiển nhiên đây chính là một vài nhân vật trọng yếu của đại giáo hùng hài từ đến đây dẫn theo cả đám y như hắn vậy mọi người thán phục chín giao thú kéo một chiếc xe trông rất tráng lệ và hiếm thấy đó chính là bảo bối tốt nhen bì hầu đẩy nhóc tỳ nói kia có phải là kẻ địch của ngươi không vậy có nên cướp không đây nơi đó có một người đẹp tóc tím đang cưỡi một con chim màu vàng con chim đó gần giống với con hồi bữa chúng ta ăn đó đừng nói là kim bằng nhen nhóc thì quả thật chịu không nổi nữa rồi thấy bọn chúng vui vẻ như vậy nên cũng không tiện cắt đứt đành nhắm mắt dẫn mọi người đi tìm tinh bích đại gia và điều gia con chim trên người của ông lão này trông rất ngon con này nhỏ quá ăn không no mời vừa gặp mặt đám thiếu niên đã bắt đầu thảo luận cảm thấy thích thú với con chim ở trên bả vai của điều gia. Đang suy đoán có phải là di trùng hay không? Tên nhóc này, người đứng lại đó cho ta, giao cả một đám thế này cho chúng ta rồi không chịu trách nhiệm gì nữa. Không phải làm cho chúng ta chết vì mệt sao Hà Tinh Bích Đại Gia và Điều Gia gào thét phía sau, bọn họ cảm giác được đám thiếu niên này vô cùng ngang bướng nhưng mà lúc này nhóc thì đã chạy mất dép còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh sớm đã chẳng còn bóng dáng nữa cũng còn may đám người thạch lâm hồ thạch phi giao biết giữ bổn phận không có quậy phá như đám trẻ này mấy người các ngươi cũng không tệ rất thành thật điều ra gật đầu một đám đàn ông trưởng thành gãi gãi đầu thạch lâm hồ nhỏ giọng nói lão gia tử có thể dạy cho chúng ta một vài bảo thuật chớ nghe nói ngày là cao thủ tiệt đỉnh dạy cho chúng con một vài thần học cái thế đi sau đó khi chúng con vô địch thiên hạ thì hai vị sư tôn cũng nở mày nở mặt khắp thế gian. Thạch Phi Giao cười nói, đây mà gọi là thành thật, tình bích đại gia liếc xéo, ta có nói gì đâu, điểu, ra than hở, sau đó nhìn về phương xa hô lớn tên nhóc kia, người muốn đi đâu hả, nhóc Tỳ đã mở ra thông đạo màu vàng, muốn rời khỏi sơ thủy địa. Ta muốn đi động thiên phúc địa cao cấp hơn. Đi đánh hạ một giang sơn to lớn, các vị cứ chờ ta, một hai ngày nữa sẽ có tin tức đến lúc đó sẽ đi cho hai người ngay. Nhóc tì truyền âm, hào quang léo lên, nó từ từ biến mất trong thông đạo màu vàng. Sơ thủy địa sôi chào tất cả mọi người đều nghe thấy, hùng hài tử muốn triển khai hành động chấp nhoáng, cơ bản không có vừa lòng chiến công ngày hôm qua. Lại muốn khuấy lên những cơn sóng lớn vô biên. Ánh sáng phù văn lóe lên, những ngôi sao lùi về sau, Nhóc tì cảm thấy kỳ lạ, phảng phất như đang du lịch trong một biển sao mênh mông. Một người qua lại vạn cổ thời không. Không để nó suy tư nhiều, thông đạo màu vàng mở ra, một tân thế giới xuất hiện trước mắt, nó đang đứng trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn khu động thiên phúc địa trước mặt mình. Sơ thủy địa trở nên sôi trào, tất cả bọn mình chóng trở về báo tin đây chính là một việc lớn. Cái gì? Hắn thật sự giết tới phúc địa cao cấp hơn? chỉ mới là một đứa nhỏ mà dám trở thành địch nhân của chư giáo, không ngờ mạnh đến như vậy, thật là đặc biệt. Bất kể là hư thần giới, hay là trong cổ quốc sau khi mọi người biết được tin tức này thì giật mình, quả thật không chỉ nói xuông, hùng hài tử bắt đầu hành động rồi. Mới đồn hôm qua, mà hôm nay đã tiến vào động thiên phúc địa, sấm rền gió cuốn, rất nhiều người nhìn thấy được vẻ quyết đoán của hùng hài tử. Đây tự nhiên là một trận phong ba vô cùng lớn, mọi người thấy sự mạnh mẽ của nó ở sơ thủy địa biết được sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Người này thật sự là đi tới chỗ nào là chỗ ấy gợn sóng. Giấy lên vô tận phong ba, quả là một tên sao trồi. Bên trong hoàng cung hòa quốc một người con gái toàn thân áo quần màu đỏ lấp lánh khẽ nói, mày ngài cau lại, dung mạo tuyệt lệ. Rõ ràng chỉ mới 14-15 tuổi thế nhưng dáng vẻ thon thả, đường cong uốn lượn chính là Hỏa Linh Nhi. Cứ nghĩ tới cái tên mập mạp mà Hùng Hải Tử gọi nàng thì trên khuôn mặt tràn đầy tức giận. Từ bé tới giờ chưa có người nào nói vóc dáng của nàng xấu cả. Vì sao trong miệng tên khốn kia lại trở thành mập được chứ đang lúc này một sinh vật nhỏ màu xám chạy tới trong miệng ngậm một cây linh dược vèo một tiếng không còn thấy bóng đâu. Nó trốn vào bên trong ổ nhỏ của mình. Tên vô ơn bạc nghĩa sao người cứ nghe lời của hắn thế hả ngày nào cũng ăn toàn đồ ngon. Ta nuôi ong tay áo mà." Hỏa Linh Nhi buồn bực, xem tại tayyynfll.vn sói con trốn trong ổ nhỏ được lót bằng linh thảo, mắt to chớp động, mặt như vô tội. "Được rồi, chúng ta cũng nên đi hư thần giới." Nhìn hắn ăn quả đắng như thế nào, tưởng mình vô địch thiên hạ chắc ít nhất ta biết có người không thua kém gì hắn, chỉ là không biết người đó có xuất hiện hay không mà thôi. Hơi nước mờ mịt sương mù lượn lờ, đây là một khu vực như là của tiên giới vậy, nguy nga hùng tráng, tỏa ra ánh sáng bảo vật. Phía trên có những loại linh dược sinh trường. Thậm chí còn có một vài gốc thánh dược đang phun ra nuốt vào tinh hoa của trời đất như ẩn như hiện vô cùng thơ mộng. Một thiếu nữ áo tím phút chốc mở cặp mắt từ trong động phủ của một ngọn thần sơn đi ra rồi nhìn về phương xa, hàm răng cắn lấy bờ môi đỏ tươi, nói tên hùng hài tử đáng ghét đám vũ tộc thác bạt tộc cũng đã nhận được tin tức tất cả đều đang chuẩn bị sơ thủy điệp cũng không phải là lối vào duy nhất của hoang vực ít nhất sinh linh của thần sơn thái cổ không có ở nơi đây hơn nữa có có một con đường khác cho những di trùng kia có nên đi nhờ những người này không cách tốt nhất chính là lôi kéo được dòng dõi của các sinh linh thái cổ đến còn có người mưu tính muốn đuổi sói nốt hổ lôi kéo những sinh linh thuần huyết trong truyền thuyết đến đối phó với nhóc tỳ ngàn vạn không thể gây rắc rối gì, ngay cả lão tổ của tộc chúng ta cũng không dám bước chân vào những cấm địa kia. Nếu không bộ tộc chúng ta sẽ rớt lấy đại hỏa, thần sơn thái cổ không thể đụng vào, nếu không mặc kệ ngươi là hoàng tộc vương hầu thì đều san thành bình địa. Nhưng mà có thể lôi kéo những sinh linh ở vực ngoại đến đây không? Hoàng vực rất rộng lớn, biên giới mênh mông, thế nhưng ở bên ngoài còn có những đại vực khác. Quên đi, đừng nghĩ quá xa xôi, cơ bản không thể nào vượt qua được." Có người lắc đầu, "Chuyện này chưa thể nói được có một vài thiên tài tuyệt diễm. Sau khi đã khai sáng ra những chiến tích vô địch ở đại vực của mình, có lẽ sẽ tới nơi này, không cần chúng ta mời cũng sẽ tới." Chấm, Nhóc Tỷ nhìn thấy cái gì cũng hiếu kỳ, đây chính là trong những khu vực cao cấp, linh khí rất dày đặc hơn xa sơ thủy địa, vô thích thích hợp để tu hành sao thế giới này chẳng khác gì với thế giới chân thật vậy ta còn tưởng rằng thân thể đã tiến vào nữa chớ nó hoài nghi thần linh của tiên dân thượng cổ khai sáng ra một giới này không biết đã xảy ra chuyện gì rồi chẳng lẽ nói tu hành đến mức tận cùng thân thể có thể bị hủy nhưng tinh thần lại bất hủ cho nên mới được xưng là thần giới thật đáng sợ ngay cả thân thể không còn thì còn ý gì nữa chứ nó lắc đầu rồi nhảy xuống tảng đá, xung quanh hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, cảnh sắc thơ mộng. "Ồ, là một linh dược lâu năm, xem thử có hiệu quả gì không?" Nó nhanh chóng chạy tới, sau khi đi ngang qua một tòa núi cao thì thấy một cây linh dược mọc trên vách đá. Nhóc Tỳ nhảy lên hái xuống rồi nhai sạch sẽ, cảm thấy tinh khí trong người nhiều hơn chút xíu. Thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều tương ứng có hiệu dụng y như thế giới bên ngoài chư thần thật là đáng sợ hùng hài tử đã tới phía trước có một tòa thành cũng không lớn lắm nhưng khí thế vô cùng cứ như một con thánh thú đang nằm ngang tản ra từng tia từng hào quang trong thành có rất nhiều người đang đứng theo dõi động thiên phúc địa rất lớn chỉ có thông qua nơi đây thì mới đi tới từng cái khu bảo địa được nếu không vĩnh viễn không thể đến được hầu như mỗi một tộc lớn đều chiếm cứ một khu phúc địa cách nhau rất xa, tất cả đều phải thông qua tòa thành này tiến hành truyền tống. Đây chính là động thiên thành. Nhóc tỳ dừng lại, quan sát tỉ mỉ. Thành trì này không cao nhưng lại rất cổ xua, từ thượng cổ đến giờ không hề hư hao gì, được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, vô cùng vũng chắc, nó đã nghe tinh bích đại gia nói về nơi đây. Động thiên thành một chỗ rất quan trọng, có thể ra vào tất cả các động thiên phúc địa lớn tên của tòa thành trì vô cùng tương xứng với khu động thiên phúc địa này áp chế tu vi ở động thiên cảnh. Ta đã mở ra được 9 tòa động thiên, chắc sẽ không nguy hiểm gì. Hùng hải tử lẩm bẩm thế nhưng nó cũng hơi chờ mong, hy vọng sẽ gặp được một vài địch thủ chân chính. Chứ không như đánh đầu tháng đó, thế như trẻ tre, quét sạch tất cả, như vậy quá chán ngắt, nó muốn mài rũa bản thân. Động thiên thành, ta đến rồi. Nhóc tì kêu to sau đó dậm mạnh chân rồi phóng thẳng lên trời, tiếng ầm ầm vang vọng, nó nện mạnh xuống đất. Nham thạch trên mặt đất vô cùng cứng rắn lại chia năm xẻ bảy, con đường lớn suýt chút nữa đã sụp lỡ. Xuất hiện những khe lớn màu đen, có thể thấy được sức lực của nó mạnh đến cỡ nào. Mọi người ngẩn ra, đứa nhỏ này quả nhiên hung mãnh. Vừa mới tới cửa thành không lâu mà đã làm những chuyện thế này rồi nhóc tỳ vỏ đầu nó nghĩ thể nào cũng có người đến ngăn cản mình lại cho nên cứ ngây ngang xông vào cũng không muốn tạo nên những chuyện nghiêm trọng như thế này một tấm bia đá hiện lên trên mặt có xuất hiện những chữ nhỏ rực rỡ hư thần giới phát ra những cảnh cáo với nó đại khái là nếu như còn phá hoại đoạn không thành thì trục xuất nó ngay lập tức mặt mày của hùng hài tử tái nhợt vừa mới quay lại không lâu bị phong cấm hai năm dòng dã nếu như lại bị phong cấm chắc nó muốn hộc máu luôn nhiều người thấy thế đầu tiên là đờ người tiếp theo là cười ha hả đứa nhỏ này tuy hung tàn thế nhưng vẻ mặt lúc này trông rất buồn cười nhóc thì buồn bã cất bước về trước mỗi lần nhấc chân đều rất cẩn thận chỉ sợ lại phá vỡ tòa thành cổ này nó chạy một mạch tới trung tâm thành trì nơi đó có từng đám thông đạo phù văn có thể lựa chọn đi địa phương nào ta biết trong thành có thế lực nhân mã của các đại giáo hiện tại ta tuyên bố. Bắt đầu từ vũ tộc gia tộc thác bạt, mỗi một gia tộc phải đưa tới 10 bình bảo huyết nếu không ta tự mình tới đó lấy. Nhóc thì đứng ở trung tâm tòa thành, cao giọng tuyên bố. Cố gắng thể hiện điệu bộ của những tên cướp thế nhưng dù nhìn kỹ đến mấy cũng không thể giống được. Thế nhưng cũng không có người nào cười hết, mọi người biết. Nó tuyệt đối không nói giỡn. Hùng hài tử đến đây là để báo thù, các thế lực lớn từng huyết chiến với bổ thiên các đều sẽ trở thành những mục tiêu mà nó hướng tới. Trong thành trì náo nhiệt hẳn lên, khẩu khí của tên nhóc hung tàn này tuy lớn thế nhưng mọi người đều biết lực phá hoại của nó rất lớn, rất có thể sẽ làm cho các đại giáo tổn thất nặng nề. Người của vũ tộc nghe đây, bắt đầu từ các ngươi nhanh chóng đưa trước 10 bình bảo huyết của di trùng, nếu không tự thân ta sẽ tới chào hỏi. Cho các ngươi một canh giờ để chuẩn bị. Hùng hài tử quát lên. Rất nhanh tin tức này truyền bá khắp nơi, đặc biệt là ở Hoàng Đô Thạch Quốc của thế giới hiện thực gió nổi mây vần. Trong tòa phủ đệ của vũ tộc ai nấy đều tức giận. Tên nhóc hung tàn này, không ngờ lần đầu khai đao lại nhằm về bọn họ uy hiếp một cách trắng trợn, hiển nhiên đang ép bọn họ phải chiến một trận. Dù có 10 bình bảo huyết cũng không thể giao, nếu không vũ tộc làm sao có thể ngẩng đầu lên được chứ. Thời gian trôi qua, kỳ hạn một canh giờ đã gần hết ta đã quyết định chính thức bắt đầu cuộc thảo phạt vũ tộc nhổ tận gốc hết bọn chúng. Xóa tên luôn khu động thiên phúc địa này. Hùng hài tử hét lớn. Phòng ba nổi lên chỉ là một thiếu niên mà thôi lại dám tuyên bố trinh phạt một thế gia cổ xưa. San bằng sạch sẽ căn cơ của bọn họ trong khu vậy này thật sự là một sự kiện vô cùng to lớn. Đây chính là căn cơ của vũ tộc ở hư thần giới bởi vì những đệ tử trẻ tuổi trong trường hợp bình thường đều ở nơi này giới hạn tu vi và thực lực tiến và những khu vực cao cấp hơn thì không có lợi nếu như hủy đi nơi này giống như là diệt cả xào huyệt của vũ tộc vậy hiển nhiên sức ảnh hưởng không hề nhỏ không riêng là hư thần giới ngay cả ở thế giới hiện thực bọn họ cũng ồ lên tất cả mọi người không ngừng bàn luận rất nhiều tu sĩ nhanh chóng tiến vào hư thần giới muốn tận mắt nhìn xem ngọn ngành như thế nào các ngươi đã nghe gì chưa? Một thiếu niên muốn tự mình diệt sạch cả vũ tộc bình định căn cơ của bọn họ. Không thể nào, vũ tộc như là một con quái vật khổng lồ ai có thể đánh bại nhiều năm qua vẫn mạnh mẽ như vậy. Chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ thì làm nên trò chống gì chứ? Đừng quên, Hùng Hải Tử có danh xưng là nhân thần cộng phẫn, cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào thất bại. Rất có thể sẽ bị hắn đánh tan tành. Chấm trong vũ tộc cả đám người giận dữ đồng thời có vẻ sốt sắng chuyện này quả là muôn người chú ý mà tin tức truyền ra ngoài cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò vui tại sao lại ra tay với bọn họ đầu tiên có thể đoán được rằng những cổ quốc lớn cùng với rất nhiều truyền thừa rất nhiều thế lực lớn đều đang chăm chú theo dõi nếu như thất bại tin tức sẽ lan truyền khắp thiên hạ vũ tộc còn có mặt mũi nữa sao chắc chắn danh dự mất sạch đây chính là vô cùng nhục nhã hắn quá liều lĩnh, lấy sức một người đối kháng với lại bộ tộc ta. Giết hắn đến hình thần câu diệt luôn, chuẩn bị những đại sát khí, phải khiến cho hư thân và chân thân của hắn chết hết. Lời tuy là vậy thế nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng. Hắn rất nghịch thiên, dưới tình huống áp chế cảnh giới, kết quả cuối cùng rất khó nói được. Nhị nhi đã rời khỏi thánh viện thượng cổ rồi à, đi xem một chút nếu như đã xuất quan nhất định phải đưa Nghị Nhi tới đây, với cảnh giới giống nhau thì trong khoảng khắc là Nghị Nhi có thể giết chết hùng hài tử rồi. Hư thần giới, động thiên thành. Nhóc tì chạy thẳng vào một thông đạo màu vàng, nhắm hướng vũ tộc. Phía sau, quần hùng sôi trào, ai nấy đầu đuổi theo sau, đây chính là một sự kiện chấn kinh tứ phương. Núi lớn nguy nga, linh khí mở mịt, đây chính là một khu phúc địa bao la, có thị thú qua lại, có linh cầm bay lượn, mây mù bốc hơi hào quang huyền ảo nơi đây chính là động thiên phúc địa của vũ tộc phía trước có một khu kiến trúc nguy nga nơi đó có mở ra một khu tịnh thổ hùng vĩ lần lượt từng bóng người xuất hiện với nhóc tì rất nhiều cao thủ hiện ra căn cơ bị người khác giết tới nếu còn không liều mạng thì đã không phải là vũ tộc đầy huy hoàng đứng sừng sững từ trước đến nay nữa rồi vũ tộc không nói tới những ân oán khác chỉ riêng việc thừa cơ hãm hại trong trận chiến ở bổ thiên các giết hết trường lão và môn đồ ta và các ngươi không đội trời chung nhóc tỳ quát lên hừ có người hừ lạnh không thèm đáp trả thế nhưng sát khí bắt đầu tràn ngập trong vùng tịnh thổ này tất cả mọi người nổi giận muốn lập tức giết chết nó ta một người muốn diệt sạch toàn bộ tịnh thổ của các ngươi để cho các ngươi nếm thử mùi vị đau và khổ của việc tan cửa nát nhà là như thế nào lời nói của nhóc tỳ trầm thấp Im lặng chuẩn bị 12 cây diệt hồn châm, trận chiến này làm sao không giết đại nhân vật. Nó muốn bình định nơi đây để cho vùng tịnh thổ này trở thành cho tàn, không còn tồn tại nữa. Phía sau, vô số người xuất hiện, quần hùng lũ lượt kéo tới muốn quan sát trận long tranh hồ đấu này. Có người không tin vào thực lực của hùng hài tử, cũng có người cảm thấy vũ tộc gặp phải vận đen vô cùng lớn. Muôn người chú ý tứ phương sôi trào, mọi người thuộc vũ tộc im lặng. Bất luận kết quả như thế nào thì bọn họ đều là người thua cuộc bị nhiều người vây xung quanh xem chiến khiến cho bọn họ rất bất mãn. Bảy trận chỉ cần hắn dám tiến công, thì khiến hắn hình thần đều diệt ngay cả chân thân cũng phải chết. Một ông già lạnh lùng nói, thời khắc này nhóc thì không có tiến lên, nó sao lại không biết. Vùng tịnh thổ của vũ tộc sớm đã biến thành đầm rồng hang hổ vì mình mà chuẩn bị rất nhiều sát kiếp nó đứng im tại chỗ chậm rãi rút kiếm, dĩ nhiên là một thanh kiếm gãy màu đen. bổ thật mạnh vào trong vùng tịnh thổ kia, vù, kiếm khí to ớn xông thẳng trời cao, vô cùng rực rỡ, cứ như một dải ngân hà chém thẳng vào vùng tịnh thổ hùng vĩ kia. thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.